Muốn tên hàng hóa tự động xuất hiện khi nhập mã hàng như thế này thì xem hết video này nhé. Bạn sẽ cần phải có bảng tên hàng và sau đó tìm kiếm tên hàng hóa bằng hàm VLOOKUP nhé. Bạn đặt công thức như sau: bằng VLOOKUP mở ngoặc, giá trị tìm kiếm là mã hàng tức là ô B4 chấm phẩy, bảng giá trị tìm kiếm là bảng này cố định bằng cách ấn F4 chấm phẩy, cột tìm kiếm là con số 2 chấm phẩy, tìm giá trị chính xác là 0, đóng ngoặc, Enter. Tích vào đây để copy công thức của bạn. Vấn đề xuất hiện, nếu dữ liệu mã hàng trống thì tên hàng hóa sẽ hiện thăng N trên A, rất rối mắt. Bạn xử lý như sau nhé. Bạn sẽ kết hợp thêm hàm if bằng if mở ngoặc nếu mã hàng tức là ô B4 bằng dữ liệu trống thì tên hàng sẽ trả về là dữ liệu trống, nếu không thì sẽ tìm kiếm bằng hàm VLOOKUP như thế này, đóng ngoặc, Enter. Tích vào đây để copy công thức của bạn. Và đây là kết quả, mã hàng trống thì tên hàng cũng trống, và khi bạn điền mã hàng thì tên hàng hóa sẽ xuất hiện ở bên này. Bạn làm như thế này thì sẽ không phải gõ thủ công rồi nhé. Đừng quên follow kênh của mình để xem thêm nhiều mẹo hay về tin học văn phòng nhé.